Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Trong tập của ngày hôm nay, anh Khoai Tây sẽ giới thiệu với các bạn một bộ sưu tập Art Toy, đồ chơi nghệ thuật đến từ thương hiệu Lam's Toy, kết hợp với What's Up Family. Vâng thưa các bạn, bộ sưu tập Chameleon Candy Nike, hiệp sĩ kẹo ngọt. Ok. Dành cho mọi nào chưa biết thì đây không phải là lần đầu tiên mà anh Khoai Tây làm về dòng đồ chơi này. Các bạn có thể search trên thanh tìm kiếm của YouTube Toy Station Chameleon. Nó sẽ ra cái series trước ha, đó là Chameleon Mecha, game nhân vật cà tắc kè với chủ đề máy móc robot. Còn hôm nay, như là cái tên gọi Candy Knight, chúng ta sẽ có những hiệp sĩ kẹo. Đây là volume 5, tức là cái series thứ 5 của dòng này. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có 6 nhân vật chính và một nhân vật secret thứ 7. Và bởi vì secret cho nên là nhân vật này rất là hiếm nha các bạn, không phải là auto mở ra được. Đòi hỏi các bạn phải có một cái sự may mắn cực kỳ. Để cắt cái lớp ni lông này ra. Đây chúng ta có một cái hộp tông màu trắng ha. Cái mặt này là màu xanh. Đấy. Nhắc đến hiệp sĩ cho nên là ở đây chúng ta có một cái phông chữ Chameleon. Nó hơi trung cổ. Đấy. Rồi những cái hoa văn này nè các bạn. Nhìn giống như là những cái tường thành ha. Xanh với lại hồng. Trên đây cũng có luôn. Okay. Đây là logo của Lam Toys và What's Up Family. Rồi đây là một cái logo thiết kế theo phong cách trung cổ. Cái khiên hiệp sĩ. Đại khái như là những cái quân huy của hội quân đội hồi xưa các bạn. Đấy, rất là đẹp ha. Dành riêng cho series này. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng mở hộp ra nào. 1, 2, 3. Oh yeah, trắng tinh tường. Wow. Ở trong một cái hộp nguyên như vậy thì chúng ta sẽ có 6 pack nhỏ. Như vậy thì chúng ta sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Đầu tiên, trường hợp phổ biến nhất đó là chúng ta sẽ có đủ bộ 6 em từ số 1 cho tới 6. Trường hợp thứ hai may mắn hơn và ít xảy ra hơn nhiều. Đó là sẽ được 5 em nhân vật ngẫu nhiên và một em secret ở đây. Thì đối với chúng ta ngày hôm nay các bạn ơi, trường hợp nào xảy ra cũng được hết. Bởi vì trước sau gì cũng sẽ thiếu một nhân vật. Tất nhiên thì nếu có thể thì trường hợp thứ hai xảy ra vẫn sẽ ok hơn. Trong trường hợp mà sau này chúng ta muốn cả đủ bộ 7 em luôn á, thì săn những em thường này nó vẫn dễ hơn là secret nhiều. Rồi, nói gì thì nói, 30 chữ 3 là Tết, chưa mở ra chúng ta chưa biết được các bạn ơi. Bây giờ cho các bạn xem thiết kế của một cái pack lẻ nó như thế này. Ở mặt trước chúng ta có artwork của một em nhân vật secret. Ở bên hông sẽ là danh sách của 6 em nhân vật thường. Số 1 là Priest, thầy tu. Số 2 là Swordman, một kiếm sĩ. Số 3 là Viking, một chiến binh Viking. Số 4 là Giant Sword, chiến binh kiếm khổng lồ. Số 5, Warhammer, có biết thuật ngữ đúng gọi là gì nhưng mà một chiến binh cầm búa. Và một gã khổng lồ, Titan. Ở đằng sau là một số những cái thông tin chung chung. Rồi đây là tem của Lam Toys. Số những cái thông tin cảnh báo ở cái mặt màu xanh này như tất cả những dòng khác. Ở trên đây là cái logo. Mọi thứ đều rất là chuẩn chỉnh các bạn ơi. Nhưng có một cái này, không biết là các bạn đã phát hiện ra chưa, một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà đến giờ thì anh Khoai Tây vẫn không hiểu là vì sao. Các bạn hãy nhìn vào ngay cái chữ này ha, cái chữ thương hiệu nè, Candy Knight. Chữ Candy là kẹo là ok, bình thường. Còn cái chữ này này là các bạn, nó có vấn đề. Bởi vì theo đúng á, cái chữ Knight hiệp sĩ á, nó sẽ được đánh vần là K-N-I-G-H-T. Còn ở đây thì nó bị đảo ngược cái chữ I và chữ N là chữ Y chữ N đó các bạn. Thì nếu như đọc cái này á, nó là King-H-T chứ không phải là Knight. Mà không phải là một chỗ mà là toàn bộ ở cái packaging của cái pack này luôn nha các bạn. Đây nè ha, Candy Knight nhưng mà cái chữ I chữ N nó bị ngược. Tuy nhiên ở phần top của cái hộp này cũng bị luôn. Everywhere, ở đây luôn. Thì mình cũng đã dạo lên mạng tìm hiểu một vòng tất cả những cái nơi mà họ có bán cái bộ này ở trên thế giới á. Thì khi mà ghi ra cái dòng, cái tên của cái dòng đồ chơi thì họ đều ghi đúng là Knight hết. Thì rõ ràng là mình không có hiểu lầm cái chữ này. Vậy thì rốt cuộc đây là một cái sự cố tình, một cái sự ẩn ý gì đó từ nhà sản xuất, kiểu chơi chữ như thế nào đấy. Nhưng mà mình nghĩ mãi thì nó vẫn không ra là cái kiểu chơi chữ như thế nào các bạn. Nó cái chữ King HT nó không có ý nghĩa gì hết. Knight thì là hiệp sĩ, rất là dễ hiểu với cái concept này. Suy ra thì không lẽ chỉ còn lại một cái trường hợp đó là một pha thiết kế ngẩn tò te từ anh designer của Chameleon. Giống như là qua bao nhiêu lớp QC vẫn không ai phát hiện ra là cái chữ này nó đánh vần sai. Sau đó thì kiểu đã lỡ tung hết lên tất cả các mặt sản phẩm rồi các bạn. Và cho mass produce luôn. Ý là sản xuất hàng loạt luôn, kiểu mấy trăm nghìn phát hay như thế nào đấy. Rồi sau đó thì tất cả mọi người đều go with the flow thôi. Biết sao giờ. Ok, thì nhưng mà cái đó cũng là suy đoán của mình thôi. Bạn nào có biết rõ về cái lý do của cái chữ này á, cái chữ này mà nó bị viết sai như thế này á, thì hãy comment ở bên dưới cho mình được hiểu thêm ha. Còn tạm thời bây giờ thì mình vẫn không biết nó tại sao.
Ok, mở ra thôi, hộp đầu tiên. Trời ơi, lần đầu tiên mà có quá nhiều drama cho một cái hộp đầu tiên. Wow. Một cái base. Wow. Một thanh kiếm. Cái này là giant sword nè các bạn, kiếm khổng lồ nè, hoành tráng luôn. Alright. Đây ha, các bạn có thấy trên cái thẻ nè, nó cũng spelling như vậy. Chúng ta có nhân vật số 4, giant sword. Ta-da-da. Một vài chiếc bịch màu đen có text màu vàng gold, rất là đẹp nha. Trông rất là xịn sò luôn các bạn. Cho những bạn nào đang nghi ngờ cái này là hàng fake thì không phải nha. Hàng real 100% luôn ấy. Wow. Wow. OMG. Thật sự là tuyệt vời các bạn ơi. Khi mà cầm trên tay thì mình đã hiểu được cái chữ đầu tiên, cái chữ candy rồi. Yep. Mời các bạn xem một vòng 360 độ của em này. Trước tiên ha, đập ngay vào mắt là một cái thiết kế sô-cô-la topping, có những cái sprinkle kẹo đường ở trên đây nè các bạn. Đấy. Rồi những cái chi tiết trong suốt thin xanh lá cây. Cái phần này nó giống như là cái phần tai hay là cái phần lông vũ gì đó ở ngay hai bên của em này. Hai cái cầu mắt kiểu to tròn này nè các bạn. Có thể nhìn 180 độ luôn, từ đằng trước nhìn ra đằng sau cũng được nếu mà em này em clip về. Đấy. Và con mắt bên này cũng vậy luôn các bạn ha. Và đây cũng là cái điểm nhấn kinh điển của cái dòng mà tắc kè Chameleon này. Ở phần giữa có cái chi tiết tia sét quen thuộc. Xuống dần bên dưới thì chúng ta có một cái sự chuyển ombre giữa màu chocolate xuống cái phần giống như là xanh matcha vậy các bạn. Đấy, nhìn ở đây các bạn có thể thấy là người ta phun màu, phun cái màu chocolate từ trên này xuống ha. Nhìn vô cái phần gai nè các bạn. Đấy. Tiếp theo, những cái chi tiết cực kỳ ấn tượng nữa đó là cái phần giáp ngay phần cầm của em này. Rồi giáp ngay trước ngực nữa các bạn. Hai tay em này nó che rồi. Mà có thể để tạm thời gỡ cái kiếm này ra này để cho các bạn nhìn kỹ hơn. Hãy đưa cái tay ra chút xíu ha. Bạn thấy cái giáp ra trước ngực nè ha. Và một cái đôi giày. Rồi phải gọi là rất là hoành tráng luôn. Tất cả đều màu bạc metallic. Rất đẹp, tạo cảm giác như là một cái bộ giáp sắt thật sự. Còn đây là thanh gươm khổng lồ của em nó. Là tên của em nó luôn đấy, Giant Sword. Thật sự thì cái thanh gươm này nó cũng sẽ không có ấn tượng cho lắm nếu như mà không có cái phần trong suốt cái chính giữa này các bạn. Nhìn nó giống như là nguyên một cái viên ngọc khổng lồ trải dài suốt nguyên một cái bán gươm ha. Trông kiểu xịn sò phết luôn các bạn. Nếu mà soi thật kỹ ở những cái đường khe rồi những cái chỗ giao tiếp của cái đường sơn màu xám này nè, thì chúng ta có thể thấy là cái chất liệu nguyên thủy của cả một cái thanh gươm này á, nó là như vậy. Đấy, trong suốt có thiên vàng, những cái phần xung quanh là được sơn lên nha các bạn. Nó tạo ra một cái cảm giác giống như là cái viên ngọc này nó được đính lên ha. Nhưng mà không phải. Cái thế tay của em này thì nó đã được sẵn như thế này rồi. Đấy, chúng ta chỉ việc lắp cái thanh gươm này vào thôi. Cái phần chân của em nó cố định ha. Chúng ta không có xoay được gì hết. Đó, không có khớp. Phần đuôi này cũng vậy. Đầu cũng vậy luôn. Bởi vì em nó được thiết kế một cái dáng đứng mặc định. Đó, như thế này. Trông rất là ngầu. Ở dưới hai bàn chân sẽ có cái lỗ để mà chúng ta sẽ gắn lên cái đế này nha các bạn. Nếu như không có cái đế em nó đứng ở ngoài thì có vẻ hơi nguy. Có thể là do cái thanh gươm này các bạn nó nặng ấy. Rồi cái tướng đứng kiểu cọ nữa. Cho nên là em nó không có đứng được một mình. Mà nhất thiết là phải đứng trên cái đế này ha. Hey, cái đế này nó có thiết kế của một cái sàn gạch. Có thể là đang ở trong sân của cái lâu đài chẳng hạn. Sẵn hai cái dấu chân thì chúng ta sẽ để vào như thế này. Đấy, khi gắn vào rồi thì trông em nó đứng trên cái sàn rất đẹp. Cũng giống như hầu hết tất cả những cái dòng mạc thoi khác thì em này cũng có một cái lớp cốt phủ mờ dùng để chống bụi, rồi kiểu là chống cái vân tay mình sờ lên quá nhiều, rồi cũng là tạo nên cái style riêng của em nữa. Một cái chi tiết cảm nhận cuối cùng, không biết các bạn có quan tâm hay không, nhưng mà cái đầu của em nó đó, bóp vào thì nó cứng nhưng mà nó rỗng ở bên trong nha các bạn. Có thể cảm nhận được nếu mà chúng ta bóp rất mạnh, như là cái nhựa này nó cũng xịn sò, nó cứng ấy. Còn bên dưới phần thân thì hình như là đặc nha các bạn, bởi vì cầm tổng thể em nó lên tay á có một cái độ nặng nhất định. Không các bạn ơi, cái đầu này nếu mà chúng ta cố tình quay á thì được nha. Ở trong hộp ra như này, mình có thể quay ra một tí. Hồi nãy sợ nhét tay không dám quay mà nha. Được. Ok, quay ra đằng sau luôn. Quay qua tới vậy thì nó không có hợp lý nữa rồi. Mình để như vậy trông có vẻ ngầu hơn thì phải. Đúng không?
Vâng, thưa các bạn, một lần nữa, hiệp sĩ kẹo ngọt đầu tiên của chúng ta, Giant Sword. Chúng ta đến với part thứ hai. Thiết kế bên ngoài thì chắc chắn là sẽ y như nhau rồi các bạn. Mở ra xem bên trong nào. Và để bất ngờ hơn thì chúng ta sẽ khoan xem những cái phụ kiện bên trong đó đã. À, xem nhân vật nhé. 1, 2, 3. Tron tron. Chúng ta có một cái viên kẹo gì ta? Kẹo khoai môn hả? Rồi một cái tướng đứng kiểu tay này giống như là gần chống nạnh vậy. Nào để xem nào. Wow. Cái vũ khí này hay à. Hay à. Nhìn y chang như là một cái cây kẹo mút luôn. Wow, màu hồng nè. Rồi có những cái chi tiết gai. Ok. Chúng ta có em số 6, Titan. Và đây là cái hiện trạng ban đầu của em nó khi mà từ trong hộp ra, được gắn lên đế. Các bạn để ý là cái tay trái của em này nó nằm ở một cái thế nó hơi kỳ ha. Kiểu như là nó chốc xuống rồi nó gần giống như là nó chống nạnh như vậy. Cái phần đầu thì có thể là chắc chắn là sẽ xoay qua được như vậy rồi. Nhưng mà không lẽ em nó đứng vậy hả? Kiểu ok thì nhìn cũng khá là hổ báo đấy. Nhưng mà mình nghĩ là có thể bẻ cái tay này ra đằng trước một chút xíu và gắn cái chui của cái chùy này nó vào cái tay ở bên phải em này luôn. Xem nhé. Do là cái phần tip của cái đầu cái ngón tay em này nè, nó hơi nhỏ hơn so với cái thân của cái chùy, cho nên là lúc mà mình gắn vào á, nó có một tí khó khăn. Here we go. Nhưng mà một khi đã cầm được ở trên tay rồi thì em nó cầm rất là chắc nha các bạn. Đấy. Đó, đúng không? Vậy nhìn nó hợp lý hơn đúng không? Nói về phần thiết kế ha, đây cho các bạn một sự so sánh nhẹ giữa hai em. Thì yep, cơ bản thì về format á, hai em này y chang nhau. Khác nhau là ở cái cách phối màu. Khác rõ rệt nhất thì nằm ở cái item vũ khí. Ở phần đầu của em này thì nó có một cái tông màu tím, dạng như là tím tím bầm nhẹ nhẹ vậy đó. Cũng có những cái chi tiết hạt đường sprinkle. Cái phần chi tiết hai bên tai rất là tương phản luôn. Trong suốt tin vàng, ombre xuống hơi hồng ở phía cái phần nhọn nhọn này. Đấy. Phần này cũng vậy luôn ha. Tông da của em này thì nó có màu lam neon, sáng hơn là em Giant Sword. Đây, các bạn thấy so sánh. Đôi mắt có một cái vòng nhấn màu xanh lá cây. Phần thân dưới là tím nhạt. Alright. Còn lại thì về cái phần giáp cầm nè, giáp ngực và phần giày thì giống như là em kia. Những em này được làm từ ba loại nhựa khác nhau ha. Cái phần đế nè, rồi cả nguyên một cái phần thân, những cái phần mà đục á là nhựa khác, rồi những cái phần nhựa trong suốt là khác nữa. Hình như là ABS, PVC và resin. Cũng là những chất liệu nhựa cao cấp và rất là phổ biến để sản xuất Actoy. Nhìn ở trong hình á thì mình thấy thích cái em Giant Sword cầm cái kiếm này hơn các bạn. Như là mình thích cái kiếm ấy. Nhưng mà khi ra tới ngoài rồi thì mình lại thấy thích cái em cầm cái chùy này hơn. Cái chùy này nó siêu đẹp luôn ấy. Nè, cho các bạn xem và kỹ lên một lần nữa nè. Đó. À đúng rồi, có một cái chức năng bonus nữa nha. Đây, những cái đế này nha các bạn. Nó có thể kết nối lại với nhau ha. À, như thế này. Đấy. Rất là gọn dành cho những bạn nào mà kiểu muốn trưng nguyên một cái bộ. Thì những em này nó sẽ dàn hàng lại như vậy. Mình muốn cầm lên để thay đổi vị trí nguyên cả một cái bộ thì nó cũng gọn hơn ha. Tuy nhiên thì mình ước gì á, cái bộ này nó kết nối theo một cái chiều khác. Ôi, vô tình mới phát hiện ra cái này. Nếu mà cái này mình thử kết nối thành nguyên một cái hộp thì sao nhỉ? À không được, cái chỗ này nó đâu có kết nối được cái mặt này nè. Nếu như một cách nào đó những em này kết nối theo dạng giống vậy thì mình nghĩ là nó sẽ đẹp hơn chút xíu các bạn. Kiểu vậy nè các bạn. Đó. Bởi vì nó sẽ thể hiện ra được cái phần vũ khí giống như là cái size này, mình nghĩ là cái size đẹp nhất của những em này luôn. Chứ còn như vậy thì ok, nó sẽ không bị vướng vũ khí, nhưng mà đồng thời thì những cái vũ khí nó cũng ở đằng sau luôn rồi. Còn hoặc đơn giản hơn thì các bạn có thể hoàn toàn trưng những em này riêng. Đấy. Đấy. Đó, mình xoay cái mặt đẹp nhất ra. Tiếp theo, part thứ 3. Em này có vẻ như là sô-cô-la. Ở dưới này là gì nhỉ? Như là sô-cô-la dâu hả?
ombre từ màu chocolate xuống dưới màu hồng nhạt đó các bạn, hồng phấn ấy. Và để xem vũ khí của nó nhé. Wow. Nhìn xem này các bạn ơi. Ôi ôi, như là một cái viên kẹo rất là đẹp luôn. Rất đã. Một cái búa. Oh wow các bạn ơi, cái tay của em này nó cực kỳ cứng luôn ấy. Cái bàn tay á, có thể là mình phải dùng một cái cây cọ gì nè để mình nong cái bàn tay của nó, em nó ra trước. Đấy. Wow. Oh wow. Ok. Rồi, cuối cùng cũng được các bạn ơi. Đặc điểm của những em này ha, gắn vũ khí vào hơi bị khó khăn xíu nha các bạn. Đấy, các bạn lưu ý. Chúng ta có nhân vật thứ 5, Warhammer. Gọi là gì ta? Búa sĩ hả? Chiến binh búa tạ. Ok, thật lòng luôn. Bởi vì sau khi đã review được hai em rồi, thì cái thiết kế của em này nó cũng không còn gì là ấn tượng cho lắm. Bởi vì, chung phần mát mà các bạn. Phần đầu, màu sắc, chocolate, xuống màu hồng. Phần giáp, metallic. Rồi cái phần tai trong suốt chỗ này chuyển màu ombre, xanh xuống hồng. Đó, thì không thể ấn tượng hơn nữa cho tới khi mà chúng ta nhìn thấy cái búa này. Hey, phải gọi là chất lượng xịn sò luôn nha các bạn. Chất liệu nhựa resin đặc luôn ấy. Hồi nãy cầm riêng cái búa này trên tay là thấy có độ nặng liền các bạn. Ở trên giữa này chi tiết dấu thập, cái búa trong suốt hai đầu. Có vẻ như là cái phần trong suốt này nó liền mạch ở chính giữa luôn hay sao á. Nó là một piece. Rồi thiết kế những cái góc cạnh nó được gọt như nè. Trông nó cực kỳ giống như là một cái viên kẹo các bạn. Cái thiết kế này làm cho mình liên tưởng tới những nhân vật anime mà những nhân vật nữ á, có cái tướng siêu mảnh khảnh, dễ thương, kawaii, nhưng lại vác theo những cái vũ khí, những cái búa này nọ kiểu khổng lồ luôn. Đó, thì các bạn cũng thấy là em này vậy ha, một cái tông màu kiểu khá là nữ tính, nhưng lại vác theo một cái vũ khí, một cái búa bự nhất trong ba em chúng ta mở nãy giờ luôn. Nhìn cái búa của em này xong rồi nhìn qua cái chùy này sao thấy nó dễ thương nhỉ. Và đây, Warhammer. Tiếp theo, mặt thứ tư. Whoop. Voila. Ê, có phải secret không ta? Phải không? Phải không? Nope. Thêm một em có sắc màu nữ tính nữa. Wait, what? Ê, em này. Wait, what? Aha. Ủa? 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 Sao đâu mất tiêu cái đuôi của tôi rồi? Cái đuôi của cái ủa cái đuôi đó. Where is my đuôi yo? Where is my đuôi? Ok. Ok, khoan, để xem đã. Em này đi kèm theo hai cái vũ khí lần nha. Một là cái khiên nè. Đấy, cầm như vai. Và đây là một cái chùy. Chùy này không biết gọi là chùy gì. Có thể là chùy lá hả? Bởi vì nó chia ra những cái lá nè các bạn. Tại cái khiên thì chúng ta sẽ gắn vào tay bên phải. À không, có thể là em nó sẽ thuận tay phải thì mình cho nó cầm chùy tay phải để vung cho dễ. Vậy thì khiên sẽ cầm bên đây. Chùy cầm bên đây. Chúng ta có em Chameleon số 1, Priest. Một và thầy tu, chiến binh. Rồi, nếu như không phải là lỗi thì chúng ta đã có một cái thiết kế khác. Em Chameleon này không có đuôi nha các bạn. Trông nha, có thể là giống như là một phiên bản nữ hoặc là một phiên bản trẻ hơn chẳng hạn, chưa mọc đuôi. Không cơ mà, hồi nãy mình nói cái em Warhammer này nè, là cái tông màu hơi nữ tính ha, nhưng mà không. Em này là hẳn nữ tính luôn nè. Đó, bắt đầu ở trên bằng một cái màu hồng phấn. Whoops. Ủa cái khiên này nó rớt ra ngoài mọi người ơi. Có thể nếu được thì có thể chích một miếng keo ngay cái chỗ này nè. Đó, là cho nó dính hẳn luôn. Tạm thời thì ổn. Ông ra chuyển màu xuống phần thân ở bên dưới, một màu xanh ngọc. Cái phần tay trong số của em nó cũng vậy, xanh xuống hồng. Cái khiên này có những cái họa tiết sọc đen xanh ở một bên và hình một con bích hả ta ở một bên. Còn đây là cái chùy, hồi nãy chúng ta cũng đã coi rồi. Theo mình thấy thì cái chùy này nó không có đẹp bằng cái chùy này. Không hiểu vì sao nữa, có thể là cái này nó kiểu như nó nguyên khối hơn hay sao ấy. À không, nghĩ kỹ lại thì nếu mà em này là thầy tu thì có thể cái này là nó là một cái cây quyền trượng chẳng hạn. Đấy, cũng không nhất thiết là cái chùy.
Và thêm một điểm khác biệt cuối cùng nữa là cái thế đứng của em này, hai tay hai bên cầm một cái khi và một cái vũ khí. Đó, dang là hai bên hai bạn ha. Tiếp theo, pack thứ 5. Em này cũng không có đuôi luôn. Rồi, như vậy thì có thể là ba em có đuôi, ba em không đuôi. Em này cũng đi kèm theo hai cái vũ khí luôn. Một khiên và một cái này là cái gì ta? Cái kiếm à. Một cái kiếm có cái mũi ngọc. Chúng ta có nhân vật số 2, Swordman, kiếm sĩ. Đầu tiên thì em này nó bị dơ một chút xíu ngay đây các bạn, có thể là do trong quá trình đóng gói. Thêm một em này nữa thì mình đã nghiệm nó rồi. Cái series này nó được chia thành hai format và hai cái style nó khác chút xíu. Sẽ có ba em có đuôi. Đấy. Có thể là ba em nam chẳng hạn. Có một cái tông màu ở trên đầu nó hơi sậm sậm hơn xíu ha. Rồi có đuôi, kèm theo là những cái vũ khí nó cũng hầm hố hơn. Mặc dù là hồi nãy mình cũng nghĩ em này là một em nữ nhưng mà có lẽ là không phải mọi người. Còn ba em kia sẽ là một cái tông màu nó hường phấn, nó sáng hơn. Những cái vũ khí nó cũng tương đối là nhẹ nhàng hơn các bạn. Em này lại là Swordman. Mà thường Swordman thì cũng không có nữ. Không, nhưng mà cũng có. Thôi các bạn biết sao, mình dẹp luôn cái vụ giới tính ra đi. Cơ bản là nó không có quan trọng. Xem thiết kế của mấy em này là được rồi. Đấy. Xác nhận thì đây là một cái kiếm ha. Đấy, một cái thiết kế rất là cây thông Noel. Mặc dù cũng khá là đẹp nhưng mà có thể là đây là sẽ là một cái bộ vũ khí mình ít thích nhất từ nãy tới giờ. Và cuối cùng, không biết có được secret không đây. Đấy. On top of pom pom. 1, 2, 3. Không phải rồi, có vẻ như em secret là chúng ta sẽ có một cái đầu màu trắng. Đây nè, chính xác luôn các bạn ha. Một cái format ba em có đuôi và ba em không đuôi. Rồi tông màu kiểu nó cũng sáng hơn. Và để xem vũ khí của em nó nào. Cũng là hai cái vũ khí luôn. Alright. Chúng ta có một cái khiên tròn rồi có chi tiết trái tim ở giữa. So cute. Còn đây, một cái cái này là một cái rìu. Một cái rìu chiến tranh các bạn. Trông cũng khá là hầm hố nhưng mà tất nhiên là mình sau có thể so sánh được với cây búa huyền thoại này được. Quá đẹp. Chúng ta có chiến binh Viking, nhân vật số 3, cũng là nhân vật cuối cùng của ngày hôm nay. Giống như dự đoán thì chúng ta có một cái tông màu tươi sáng hơn, xanh chuyển xuống vàng nhạt. Còn lại thì có thể close up cho các bạn xem. Giống như là những nhân vật khác ha. Ngoài ra thì có một cái bonus khác biệt nữa, đó là nằm ở cái đế này các bạn. Những em này đứng và face ra cái phần bằng phẳng của cái đế. Còn ba em ban đầu á thì đứng hướng mặt vào cái phần lắp ráp của cái base. Vậy thì như thế nào nhỉ? Không lẽ như vậy hả? Hiểu. À, các bạn biết sao không? Mình biết rồi. Hình như á là những cái em này nè là để chân theo cặp hay sao ấy. Kiểu là một em có đuôi nè ha, sẽ kết hợp rất là hoàn hảo với một em không đuôi. Đây mình ví dụ như vậy đi ha. Đó. Tại vì một em nó nghiêng qua bên này, rồi một em nó sẽ hơi nặng nặng nó nghiêng qua bên này ha. Đây, kiểu như vậy. Rồi, hai em này cũng vậy luôn. Ok. Hai em chung một format đứng với nhau thì có vẻ như là không ổn cho lắm các bạn xem nè. Đấy. Cái phần vũ khí của em màu xanh này nó lấn vào em màu hồng luôn. Nó giống như là sao ta? Nó hơi bị choạng nhau ấy. Đâu mình thử em này coi. Đây nè. Chung là cũng được nhưng mà nhìn cái trưng bày nó không đẹp. Chỉ có khi mà bắt cặp giữa hai cái format khác nhau á thì nó đẹp. Something like this. Alright. Nhưng mà mình vẫn thích chân mấy em này nó riêng ra hơn các bạn ơi. Ok, thôi chân riêng đi. Oh, 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 oh
Vâng, thưa các bạn, và đây là dòng đồ chơi Chameleon Volume 5 với chủ đề Candy Night, những hiệp sĩ kẹo ngọt. Cảm nhận riêng của các bạn ra sao về dòng này và đâu là nhân vật thích nhất trong 6 em ở đây? Hãy comment tức tương tự ở bên dưới cho anh Khuê Tây được biết với ha. Còn về ý kiến riêng của anh Khuê Tây thì các bạn có thể là biết khá rõ rồi đấy. Ta-da-dang. Warhammer Baby. Trời ơi, nhìn cái búa quá dễ thương luôn các bạn ơi. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Khuê Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khuê Tây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.